Chào các bạn, mình là San. Các bạn đang lắng nghe San Huyền Podcast. Cũng đã lâu lắm rồi San mới quay trở lại với một số podcast. Không biết là các bạn dạo này có khỏe không? Mọi thứ có ổn không? Thời tiết như thế nào? Ăn uống có đầy đủ không? Công việc có bộn bề quá không? Có mệt lắm không? San hy vọng rằng mọi người vẫn ổn. Còn mình thì cũng vừa mới có một kỳ nghỉ xuân ở Việt Nam. Quay trở lại Anh một cái là tập trung làm việc, với cả tập trung để làm bài tập cuối kỳ nữa. Suốt khoảng mấy tuần vừa rồi thì San đã phải viết gần 10.000 chữ cho 3 môn học. Và cũng rất là vui vì đã hoàn thành xong hết rồi. Ngay khi vừa hoàn thành thì San bật máy lên thu một số podcast mới với các bạn. Hy vọng là thời gian vừa rồi thì các bạn đã có nhiều những trải nghiệm trong cuộc sống hàng ngày, để hôm nay ngồi ở đây chúng ta có thể chia sẻ cho nhau nhiều hơn. Chủ đề ngày hôm nay mà San muốn chia sẻ với các bạn đấy chính là về một mối quan hệ mập mờ, một mối quan hệ không rõ ràng. Tại sao chúng ta lại có những mối quan hệ như thế? Nó có tốt hay là không? Mập mờ nghĩa là không có rõ ràng. Hai người tự ngầm hiểu với nhau. Có lúc ấy thì lại thấy là giống như hai người yêu nhau vậy. Tình cảm, nắm tay, ôm ấp. Có lúc ấy thì lại thấy xa lạ. Tự hỏi rằng là mình có quyền gì để có thể đòi hỏi tình yêu từ họ hay là đòi hỏi sự quan tâm từ họ. Sao có lúc ấy thì mình cảm thấy người ta rất cần mình, có lúc thì lại không. Có lúc thì cảm giác được đối xử như một người rất là quan trọng, có lúc thì lại chẳng là gì hết. Câu hỏi lớn nhất ở trong đầu bạn đó chính là: vị trí của tôi là ở đâu trong mối quan hệ này? Bản thân bạn không nhìn thấy được một cái vị trí rõ ràng của mình trong một mối quan hệ. Bạn cứ đi tìm câu trả lời và cứ chờ đợi đối phương để người ta làm rõ điều này. Vậy thì một mối quan hệ mập mờ tốt hay là xấu? San nghĩ rằng nếu như nó ở trong một giới hạn nhất định thì nó không hẳn là xấu. Giống như lúc mà chúng ta còn đang tìm hiểu nhau, mới bắt đầu chẳng hạn. Lúc đấy thì làm gì có gì nó rõ ràng. Nó không thể nào mà đen trắng thì nó sẽ hơi xám xám một chút. Tuy nhiên nếu như mà bạn để nó kéo dài rất là lâu, nó sẽ thiếu cái sự ổn định, thiếu niềm tin, một cái sự mơ hồ về cảm xúc. San sẽ bắt đầu với những điểm tốt của mối quan hệ mập mờ. Đó chính là nó có một cái sự linh hoạt, nghĩa là nó không cần một sự cam kết lâu dài. Hai người không có rõ ràng mà, thì cứ như vậy thôi, lúc nào cần thì có nhau, lúc nào không cần thì thôi, không cần phải chịu trách nhiệm gì cả. Một cái sự linh hoạt, tự do và thoải mái. Nếu như đấy là thứ bạn cần, thì có thể mối quan hệ mập mờ là thứ bạn muốn. Và đấy là lý do vì sao mà những người mà không muốn cam kết ấy, họ lại rất thích mập mờ với người khác. Một điều tốt nữa đấy chính là nó sẽ giúp chúng ta có thể gọi là tận hưởng những cái khoảnh khắc vui vẻ bên nhau. Tại vì thế này, dù sao cũng vậy, các mối quan hệ mà khi có những cái ràng buộc nhất định ấy, thì chúng ta vẫn hay có những cái nguyên tắc. Và những nguyên tắc này ấy, đôi khi nó sẽ hạn chế đi cái cảm giác hưởng thụ, tận hưởng. Ví dụ như là nếu như mập mờ ấy, thì người ta có thể mập mờ với nhiều người một lần đấy các bạn. Người ta sẽ tận hưởng cái cảm giác mà hả? Ngày hôm nay đi với cô này, ngày mai đi với cô kia. Ngày hôm nay đi với anh này, ngày hôm mai đi với anh kia. Đi với rất là nhiều người khác nhau. Hẹn hò, yêu đương, tình cảm, cầm tay, ôm hôn, thậm chí là ngủ với nhau nữa. Ngày chẵn thì người này, ngày lẻ thì người kia. Bản thân San nghĩ rằng là những chuyện này nó không có lạ gì nữa. Nhưng mà các bạn biết đấy, ai sẽ là người thích những thứ này? Ai sẽ là người thích những mối quan hệ mập mờ nhất? Đó chính là những người mà họ không muốn có trách nhiệm. Họ không muốn rõ ràng. Họ muốn chơi bời. Họ muốn tự do, thoải mái. Và căn bản là họ không quá coi trọng đối phương. Họ chỉ đang dạo chơi trên cái con đường của riêng mình. Không có người này thì sẽ có người kia. Mà có cả hai, có cả ba thì càng tốt.
Và ai sẽ là người thường xuyên có những mối quan hệ mập mờ? Đấy chính là những người mà họ không rõ ràng về chính bản thân mình. Họ không rõ ràng trong việc xây dựng một mối quan hệ, mục tiêu của họ là gì. Hoặc mục tiêu của họ chính là sự tận hưởng và hưởng thụ cho chính bản thân mình. Và tiếp theo đấy chính là mặt xấu của mối quan hệ mập mờ. Một mối quan hệ mập mờ nó sẽ không có sự cam kết, nó không có sự rõ ràng. Và đương nhiên nó sẽ mang đến một sự thiếu ổn định và thiếu niềm tin lẫn nhau. Nó sẽ gây ra những sự căng thẳng và bất an của những người ở trong mối quan hệ đấy. Mà thường ý là một người thôi các bạn. Còn người kia ý, họ đã rõ ràng với mối quan hệ này. Đó chính là nó là một mối quan hệ không rõ ràng. Còn bạn, bạn lại ngồi suy nghĩ, ừ, tại sao người ta lại như thế nhá? Tại sao người ta không có tỏ tình với mình nhưng mà người ta lại hôn mình? Tại sao nhỉ? Thế mình có nên nói với người ta cảm xúc của mình không? Mình có nên nói người ta là phải rõ ràng này kia không? Sao có lúc người ta nóng, lúc người ta lạnh? Có lúc người ta rất cần mình, có lúc người ta lại lạnh lùng như thế nhỉ? Mà người ta cũng đã nói rằng mình là ai đâu. Người ta đã nói mình là bạn gái của họ đâu. Ấy thế mà tại sao người ta đối xử với mình như bạn gái nhỉ? Mình phải làm sao nhỉ? Điều này tạo nên một cái sự mơ hồ về cảm xúc cực kỳ luôn. Và điều quan trọng nhất ý, đó chính là các bạn nghi ngờ giá trị chính bản thân mình. Các bạn luôn luôn không có rõ ràng về bản thân và luôn luôn mong đợi. Mong đợi một người để người ta có thể làm rõ mình trong mối quan hệ đấy. Nhưng mà người ta lại không muốn, người ta vẫn cứ như thế. Và bạn đặt một câu hỏi rất là lớn về chính mình. Là trời ơi, tôi phải làm gì đây, tôi phải làm sao đây, tôi cảm thấy là tôi không biết phải làm như thế nào cả. Tôi là người bị động trong mối quan hệ này. Và đương nhiên nó sẽ mang đến cho bạn rất là nhiều những cái tổn thương. Và các bạn biết cái gì nó khó chịu hơn nữa không? Đấy chính là các bạn chẳng biết là mình nên nói gì cả. Ví dụ như khi mà hai bạn đang ở trong một mối quan hệ mập mờ, hai người cứ như người yêu nhưng mà lại không phải người yêu. Trong trường hợp nếu như bạn bắt gặp anh ta hay là cô ta đi hẹn hò với một người khác chẳng hạn, thì bạn phải nói với gì bây giờ? Đúng không? Tôi cũng chưa phải là bạn trai bạn gái gì của họ hết. Vậy thì tôi phải nói gì bây giờ? Cái việc giao tiếp ấy nó trở nên rất là khó khăn luôn. Bởi vì là bạn không thể nào chắc chắn được cái việc mà những điều bạn có thể làm hoặc là không thể làm trong mối quan hệ đấy. Bản thân Sân khi mà còn học, chắc là cấp 3 hay là đại học gì đấy, mình cũng đã từng trải qua các mối quan hệ mà mờ rồi các bạn. Cái kiểu mà trên tình bạn dưới tình yêu đấy. Nó là một thời gian rất là dài và đấy là lý do vì sao mà mình hiểu những cái tổn thương như thế, những cái mong đợi, những cái hy vọng. Hồi đấy cũng ngây thơ lắm. Ừ, cũng rất là mong là người ta làm rõ mối quan hệ với mình này. Ấy thế mà sau này mình cũng bớt ngu dần, mình cũng khôn hơn. Để mình biết rằng là mình nên kết thúc mối quan hệ lúc nào, mình nên ngừng đầu tư cảm xúc của mình vào một mối quan hệ như thế nào. Và khi mà ở những cái lứa tuổi lớn hơn như thế này ấy, bản thân Sân cảm thấy đây là những mối quan hệ rất là mất thời gian, vô cùng mất thời gian. Bởi vì chúng ta ở bên cạnh một người ấy, họ không thực sự coi trọng mình, họ không thực sự có một cái vị trí dành cho mình. Có thể là họ hơi thích bạn, hoặc là cái cảm xúc mà bạn đưa đến cho họ nó rất là tốt. Ví dụ như là bạn là một người rất là vui vẻ, dễ thương, bạn rất là hay tâm sự với họ, khiến họ cảm thấy vui vẻ hơn, hạnh phúc hơn, thoải mái hơn trong cuộc sống, thì họ cứ giữ bạn lại ở bên mình thôi. Nhưng mà người ta không thích bạn nhiều đến mức mà phải cho bạn một danh phận. Bởi vì ngay cái giây phút cho bạn một danh phận là em là bạn gái của anh nhé, thì điều đấy đồng nghĩa với việc anh ta sẽ không thể nào quen những cô gái khác. Nhưng mà nói đến cái này thì nó cũng hơi không chắc chắn nhá. Tại vì mặc dù có người yêu rồi vẫn quen người khác là chuyện thường, hay là có nhiều người có vợ rồi vẫn quen người khác. Tuy nhiên thì dù sao một khi người ta đã làm rõ cái mối quan hệ của mình với họ rồi ấy, thì nhìn chung nó cũng là một cái sự khẳng định. Còn cái việc thay lòng thì Sân không nói đến trong cái số podcast lần này. Nhưng mà Sân đang muốn nói về việc người ta cho mình một cái vị trí ở trong một mối quan hệ. Đặt một câu hỏi ngược lại đấy chính là tại vì sao bạn lại để cho người ta có cái quyền được quyết định vị trí của bạn trong một mối quan hệ? Tại sao bạn lại để cho người ta có cái quyền biến bạn trở thành một người mập mờ trong cuộc sống của họ? Và mập mờ chính là một lựa chọn. Bạn chỉ là một lựa chọn của họ mà thôi. Trong một mối quan hệ mập mờ ấy, thường nhá,
là sẽ không phải là cả hai người đều mơ hồ đâu các bạn. Thường là một người bị mơ hồ và đấy là người mà thích người ta nhiều hơn, yêu cái đối phương nhiều hơn và chấp nhận cái sự mập mờ đấy. Còn người còn lại thì người ta thừa biết là bạn rất là yêu người ta rồi, mà tình cảm của họ ấy thì lại không được nhiều lắm, nên là thôi cứ để đấy đi. Xem có mối nào ngon hơn. Mình cái mối này cũng tạm tạm, nhưng mà cũng chưa xuất sắc lắm, nên là thôi cứ để đấy. Một bên thì muốn tiến xa, một bên thì chỉ muốn mập mờ như vậy. Các bạn đừng nghĩ là người ta cũng mập mờ như bạn nha, ít lắm. Ít khi xảy ra mà cả hai bên đều mập mờ lắm. Cả hai bên đều mập mờ ấy, nó là cái quá trình hai người đang tìm hiểu nhau thôi. Mình đang tìm hiểu nhau thôi, và dần dần thì chắc chắn là mối quan hệ để nó sẽ tiến lên. Còn nếu như mà nó cứ đi ngang, phè phè mà rơi vào cái vòng gọi là friend zone hơn một tí, trên tình bạn dưới tình yêu đấy, thì nó chính là một người muốn, một người không. Nếu như là bạn ấy, bạn đặt một câu hỏi cho chính bản thân mình là nếu như bạn thực sự yêu một người ấy, bạn có muốn cái mối quan hệ đấy nó rõ ràng không? Bạn có muốn ở bên cạnh họ một cách đường đường chính chính không? Bạn có muốn người ta giới thiệu bạn, đây là người yêu của em, hay là đây chỉ là một người bạn? Tại vì sao chúng ta lại để cho người khác có cái quyền trong việc đặt mình ở đâu trong một mối quan hệ? Với San ấy, một mối tình chỉ bắt đầu khi anh tỏ tình với em, là làm bạn gái anh nhé. Luôn là như thế. Các bạn đừng nói với San cái điều ngược lại nhé, anh làm bạn trai em nhé nhé. Cái việc tỏ tình vẫn luôn là của đàn ông nhé các bạn. Tư duy của mình vẫn là như vậy. Đàn ông với phụ nữ muôn đời sẽ không bao giờ giống nhau được. Tính nam và tính nữ không bao giờ là giống nhau được các bạn. Các bạn đừng nói rằng là phụ nữ đi tỏ tình với đàn ông thì là bình đẳng nhé. Nếu như các bạn muốn tìm hiểu thêm về sự bình đẳng thì các bạn cũng có thể đọc những cái nghiên cứu. Cái bình đẳng mà chúng ta đang đấu tranh là để làm gì? Cho người phụ nữ có quyền được chọn những điều họ được chọn, như là việc được đi học. Họ có quyền được đi học, họ có quyền được bầu cử, gọi là quyền con người đấy các bạn. Có nhiều nơi ấy, người ta còn không được đi học cơ. Phụ nữ bị coi thường và bị xem nhẹ. Tại sao những cái vấn đề như là cưỡng hiếp ở Ấn Độ nó lại nhăn nhản và không được xử lý? Bởi vì ngay từ bản chất sâu trong cái nền văn hóa từ lâu đời, một cách vô thức là người ta đã xem nhẹ phụ nữ rồi. Và cái mà mọi người đang đấu tranh đó chính là quyền con người cho phụ nữ. Và nó cũng sẽ có rất là nhiều biến tướng. Tại vì ở đất nước mình thì phụ nữ đã có những cái quyền lợi rất là tốt rồi. Và vì thế nó có những cái biến tướng sau này. Chứ không phải là nữ quyền nghĩa là phải mạnh hơn đàn ông hay là phải giống đàn ông. Tuy nhiên chủ đề này chúng ta sẽ nói ở những số podcast khác ha. Vẫn tiếp tục quay trở lại với cả mối quan hệ mập mờ. Như San đã nói thì mối quan hệ bắt đầu khi và chỉ khi anh tỏ tình với em. Tuy nhiên cái việc mà bạn cứ ngồi chờ một người họ mập mờ với mình ngày này qua tháng nọ ấy, đấy chính là trách nhiệm của bạn, đấy chính là bạn cho phép người ta làm như thế. Nếu như hiện tại bạn đang có một mối quan hệ mập mờ thì nó chính là bởi vì bạn cho phép họ mập mờ với bạn. Bạn cho phép họ không rõ ràng với bạn. San hiểu là bạn rất là thích họ, bạn không biết mình nên phải làm gì, bạn không muốn kết thúc mối quan hệ này, nhưng mà bạn cũng không muốn là mọi thứ nó cứ mập mờ như thế. Thì San cũng không có khuyên bạn làm gì hết, San cũng không biết phải khuyên bạn như thế nào. Thì bản thân San không có khuyên bạn là nên rời đi hay là nên ở lại. Bản thân San nghĩ rằng bạn nên tập trung vào chính mình. Bởi vì là khi bạn có những mối quan hệ không rõ ràng xung quanh ấy, nó xuất phát từ việc bạn không có rõ ràng với giá trị của bản thân. Bạn không rõ ràng với cả cái mục tiêu trong cái việc xây dựng các mối quan hệ xung quanh mình. Và điều quan trọng nhất nữa đấy chính là bạn rất là hạn chế trong việc mà cái khả năng ở một mình. Bạn rất là khó để ở một mình. Có thể là các bạn đang sống ở một nơi mà rất ít bạn bè chẳng hạn, hay là sống xa nhà, cũng không có mấy ai ở bên cạnh ấy. Thì tự nhiên cái người này, ok có thể là họ không có rõ ràng với mình, nhưng mà dù sao thì lâu lâu có người ta thì vẫn hơn là một mình ấy. Khi mà bạn đã nhận ra rằng đối phương không rõ ràng với bạn, tại vì họ không có đủ tình cảm với bạn, họ không có đủ trân trọng bạn, họ cũng không có đủ khao khát bạn đến mức để có thể đưa ra một cái danh phận rõ ràng với bạn, thì bạn có chấp nhận điều đấy không? Bạn có thực sự chấp nhận điều đấy không? Hay là bạn vẫn sẽ nghĩ rằng là không, chắc là người ta ngại, hay là
chắc là chưa đúng lúc, hay là vì một cái lý do nào đấy chúng ta lấy ra chúng ta bao biện. Nếu như bạn chấp nhận rằng người ta không rõ ràng với mình là do người ta không có yêu mình lắm ấy, thì bạn có rời đi không? Bạn có rời đi không? Thật ra thì Sun cũng không nói là bạn phải rời đi hay không. Đấy là quyết định của bạn, đấy là mối quan hệ của bạn, đấy là cuộc sống của bạn. Thì Sun cũng muốn kể câu chuyện của mình. Bình thường ấy, thực ra thì Sun ấy là một người khá là rõ ràng. Và cái sự rõ ràng này nó thay đổi theo thời gian. Nghĩa là càng ngày khi mà mình càng rõ và càng biết mình cần gì, muốn gì ấy, thì xung quanh mình sẽ không có những mối quan hệ mập mờ. Mình không mập mờ với người khác và mình cũng không để người khác mập mờ với mình. Và mình thì thường sẽ có những mối quan hệ như là làm quen với nhau. Thì trong quá trình mà đi hẹn hò đấy, thì chỉ cần sau một vài buổi hẹn mà mình cảm thấy à người này có thể tìm hiểu thêm ấy, thì sẽ tìm hiểu thêm, gặp gỡ thêm. Còn người nào mà mình đã cảm thấy à người này không hợp, không có cùng tần số, là mình sẽ ngừng luôn, nghĩa là mình sẽ không có đồng ý đi chơi nữa. Còn đối với người mà bọn mình vẫn tiếp tục tìm hiểu nhau ấy, thì cho đến khi cái tình cảm được xây lên đủ và cho đến khi được tỏ tình ấy, thì mình mới trở thành bạn gái của họ. Và lúc đấy mình mới hôn. Các bạn ạ, để các bạn không tiếp tục rơi vào những mối quan hệ như thế này, thì ngay trong quá trình làm quen ấy, các bạn phải đặt ra những ranh giới rất là rõ ràng. Ví dụ như nếu như bạn không muốn mập mờ, thì tại sao bạn lại hôn người ta khi mà người ta chưa phải là bạn trai của bạn? Tại sao lại hai người về nhà nhau xong rồi lại có những cái thứ tình cảm mà cao hơn tình bạn? Nếu như chúng ta đặt ra những cái giới hạn nhất định ấy, thì người khác ấy, họ sẽ nhìn nhận được cái điều đấy và biết cách để đối xử với mình sao cho nó phù hợp. Còn nếu như chúng ta trở nên dễ dãi, thoải mái, như thế nào cũng được ấy, thì người ta không nhìn thấy những cái giới hạn của bạn để có thể đối xử. Và cái hậu quả để lại đó chính là một cái sự không rõ ràng, một sự tổn thương, một sự kỳ vọng vào cái mối quan hệ đấy. Và thú thật là tất cả mọi thứ nó đều quay trở về với bạn. Nghĩa là bên trong bạn ấy, nó đang thiếu cái tình yêu cho chính mình ấy các bạn. Nghe thì có vẻ là không liên quan, như là tại sao một con em mập mờ liên quan đến việc yêu bản thân. Nhưng mà nó đúng là như vậy. Tại vì nó cũng quay trở về cái việc mà bạn tôn trọng bạn như thế nào và bạn có giá trị với mình như thế nào. Đối với một người mà họ cố tình đưa người khác vào cái vòng tròn mập mờ của mình để có nhiều cái sự lựa chọn ấy, bản thân họ cũng không có yêu chính họ đâu. Họ cũng là những kẻ rất là thiếu thốn tình cảm. Họ đi kiếm những cái thứ tình cảm ở bên ngoài. Và họ cảm giác là mình được gọi là công nhận khi mà mình ở bên cạnh được nhiều người yêu thương. Còn bản thân bạn đang khao khát cái sự công nhận của người khác, đang khao khát tình yêu từ bên ngoài, nghĩa là bạn chưa cho mình đủ để biết rằng là mình nên có một mối quan hệ như thế nào. Nếu như bạn không có đau đầu mệt mỏi vì một mối quan hệ mập mờ thì chắc chắn là bạn sẽ không cần phải nghe video này. Nhưng mà rõ ràng là ở trong đầu bạn hiểu nó mệt mỏi cỡ nào. Tại vì là bạn luôn luôn muốn sự rõ ràng, luôn luôn muốn đối phương phải tiến lên và tự thuyết phục chính mình rằng à người ta yêu mình lắm đấy, chỉ là người ta chưa nói thôi. Nhưng mà không các bạn ơi, cái hình ảnh của một người mà rất yêu cái người còn lại thì bạn rất là rõ về điều đấy. Một người rất yêu bạn ấy, không có một cái gì có thể ngăn cản được người đấy đến bên bạn và muốn cho bạn một cái vị trí trong cuộc sống của họ, một cái sự rõ ràng nhất định. Một khi mà nó đã mập mờ thì nghĩa là người ta không có yêu bạn như thế đâu. Và Sun rất là mong rằng các bạn có thể dành nhiều thời gian hơn với chính bản thân mình để thực sự nhìn nhận vào sâu hơn nội tâm bên trong của các bạn. Bản thân Sun vẫn luôn luôn tin rằng là tất cả mọi người đều xứng đáng được yêu. Có thể là bạn chưa từng được yêu một cách trọn vẹn trong cuộc sống, bạn chưa biết được mình nên được đối xử như thế nào. Nhưng mà Sun muốn nói rằng tất cả mọi người đều xứng đáng được yêu một cách trọn vẹn. Bạn xứng đáng được có một cái mối tình mà nó rõ ràng, nó có trách nhiệm và nó cũng đầy tình yêu thương ở trong đấy. Tình yêu thực sự ấy, nó không có đau khổ, nó không có mệt nhoài, nó không có khiến con người ta đau đớn đến mức như thế đâu các bạn. Và Sun rất là mong rằng bằng nghèo đấy, bạn đủ mạnh mẽ để có thể lựa chọn cái con đường dành cho riêng mình. Bởi vì có nhiều thứ nó mất đi ấy, là để nhường chỗ cho những thứ tốt đẹp hơn. Nếu như nó vẫn còn ở đấy và chiếm hết tâm trí của bạn, vậy thì còn đâu cơ hội cho những thứ tuyệt vời hơn, rõ ràng hơn
dành cho bạn. Nếu như bạn thực sự muốn một mối quan hệ rõ ràng, bạn muốn người kia phải làm rõ vị trí của bạn ấy, thì chỉ có một cách duy nhất thôi. Đấy chính là rời đi. Đấy chính là rời đi và tập trung vào cuộc sống của bạn. Đấy chính là nói rõ cho họ biết bạn chỉ chấp nhận một mối quan hệ rõ ràng. Nếu không rõ ràng ấy, bạn sẽ không tiếp tục. Các bạn có thể có một cuộc trò chuyện với nhau. Còn Sun nghĩ các bạn nên làm bằng hành động thì nó hay hơn. Nghĩa là các bạn sẽ không có gần gũi, các bạn giữ khoảng cách nhất định. Và nếu như người ta cảm thấy ơ tự nhiên sao hôm nay em xa cách như thế, thì các bạn có thể trả lời là ừ chúng ta cũng đâu có là gì đâu, chúng ta cũng chỉ là bạn bè bình thường thôi mà, bọn mình đã là gì của nhau đâu. Và bạn sẽ tiếp tục hẹn hò với những người khác, bạn gặp gỡ những người khác, tại vì người ta không có rõ ràng với bạn mà. Thì bạn việc gì phải chung thủy với một người mà thậm chí người ta không có cho bạn một cái vị trí ở trong lòng của họ, không cho bạn một cái vị trí rõ ràng trong mối quan hệ đấy, không cho tất cả mọi người biết là người ta yêu bạn ra sao. Cái thứ gì mà nó giấu đi ấy, thì bởi vì người ta có nhiều thứ tương tự như thế ấy, và không muốn mọi người là tìm thấy nhau. Cái thứ tình yêu mà giấu đi ấy, thì đó không phải là tình yêu. Khi mà người ta khao khát yêu một ai đấy, người ta không có giấu đi đâu các bạn. Vậy thì cách làm rõ duy nhất bây giờ đấy chính là bạn phải thay đổi. Bạn phải có những hành động rõ ràng, đặt ra những giới hạn. Nếu như người ta hỏi bạn thì bạn cũng có thể nói rõ, ừ, anh cũng chưa có tỏ tình em ấy, em cũng chưa phải là bạn gái của anh ấy, thì em nghĩ làm như thế nó sẽ không phù hợp lắm. Và bạn sẽ căn bản là tập trung năng lượng vào bản thân mình thôi. Bạn không có trở thành một bạn gái hay là bạn trai bù nhìn của một ai hết nếu như mà người ta không có rõ ràng ấy. Sau một thời gian dài rồi, ở bên cạnh nhau rồi, và họ cũng không có sự tiến triển gì trong mối quan hệ đấy, thì một là cực kỳ rõ ràng, hai là không. Thì nếu như bạn có một cái thái độ rõ ràng như thế thì người ta sẽ không thể nào mà người ta chơi đùa với bạn được các bạn. Một khi bạn thể hiện rõ cái thái độ của mình ấy, hoặc là người ta sẽ rời đi. Tại vì người ta không cần một cái sự rõ ràng nào cả. Người ta sẽ tìm những người khác thôi. Và đây là cái trường hợp mà thường xảy ra rất nhiều. Bởi vì ngay từ đầu người ta nghiêm túc với bạn, người ta không có để bạn phải mập mờ đâu. Một khi nó đã như vậy rồi thì nghĩa là người ta muốn có nhiều những cái option xung quanh. Thì một khi bạn đã không yêu nữa thì người ta tìm những option khác. Còn trong trường hợp còn lại rất ít, đó chính là họ sẽ tỏ tình với bạn, họ sẽ làm rõ mối quan hệ với bạn. Nhưng mà để biết câu trả lời thì chúng ta vẫn phải thể hiện rõ thái độ của mình, để biết rằng là à, người kia có thực sự cần bạn hay không. Còn nếu như mà bạn đặt ở đâu ngồi ở đấy, người ta nói gì thì nghe nấy, người ta đối xử với mình như thế nào cũng được, vậy thì bạn phải chấp nhận với việc rằng bạn sẽ luôn luôn mơ hồ trong chính tình cảm của mình. Còn cứ tiếp tục ngồi đấy và cứ chờ đợi người ta và nghĩ rằng là một ngày nào đó người ta sẽ cưới mình, người ta sẽ yêu mình ấy, chưa chắc đâu các bạn. Có thể người ta sẽ cưới bạn vì cái sự tiện lợi chứ không phải là vì yêu bạn. Bạn muốn một người vì yêu thương bạn nên là ở bên bạn, hay vì bạn rất là tiện lợi, vì bạn rất là có lợi cho họ thì họ mới ở bên bạn? Đặt một cái câu hỏi như thế cho chính mình để biết là các bạn sẽ nên làm gì. Và để có thể làm rõ mọi thứ trong cuộc sống này thì cũng chỉ bắt đầu từ việc rèn luyện mình và nhìn rõ chính mình. Khi bạn nhìn rõ chính mình thì sẽ chẳng có ai có thể mập mờ với bạn hết. Và đấy là điều mà Sun muốn chia sẻ trong ngày hôm nay. Hãy đưa ra những lựa chọn của riêng mình, hãy cứ trải nghiệm trong cuộc sống này và chúng ta sẽ học được rất là nhiều điều. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Hẹn gặp lại các bạn trong những số podcast lần sau, và cho các bạn ngủ ngon.